Cô chào tất cả các bạn. Trong tiết học ngày hôm qua, các em đã học bài tập đọc trường em, thấy được sự thân thiết gần gũi của ngôi trường đối với các em học sinh. Hôm nay, trong tiết chính tả, các em cũng sẽ tập chép một đoạn của bài trường em và đoạn đó cũng nói về sự thân thiết gần gũi của ngôi nhà thứ hai này. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết chính tả ngày hôm nay chưa? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước khi vào viết chính tả thì chúng ta sẽ xem lại bài trường em. À, chúng ta sẽ không viết hết toàn bài mà chúng ta sẽ viết từ đầu cho đến thân thiết như anh em. Các em cùng quan sát lại đoạn mà chúng ta sẽ viết chính tả nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô. Trường em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Các em hãy cùng đọc lại một lần nữa nào. À, ở bài tập viết chính tả ngày hôm nay, chúng ta sẽ viết hai câu. Sau khi đọc đoạn văn, thì các em thấy tiếng hoặc từ nào chúng ta dễ viết sai? Ở trong câu thứ nhất, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Trong câu này, tiếng hoặc từ nào chúng ta dễ viết sai nào? À, cô nhận thấy đó là tiếng trường, các em dễ viết sai. Tiếp theo trong câu thứ hai, ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Ở trong câu thứ hai này, tiếng hoặc từ nào chúng ta dễ viết sai nào? Cô nhận thấy đó là tiếng hiền, các con dễ viết sai, và từ thân thiết các con cũng dễ viết sai. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện viết để viết thật chính xác nhé. Tiếng đầu tiên đó là tiếng trường. Cô mời con phân tích tiếng trường giúp cô nào. À đúng rồi, tiếng trường gồm có âm trờ đứng trước, vần ương đứng sau và thanh huyền. Ở trong tiếng trường này, các em lưu ý cho cô âm trờ và vần ương, ư ơ ngờ ương. Tiếng thứ hai đó là tiếng hiền. Trong tiếng hiền này, các em chú ý cho cô vần yên, y e n yên. Các em quan sát kỹ nhé. Tiếp theo là từ thân thiết. À, thân thiết là tình cảm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhau, và các con học chung một lớp, gặp gỡ nhau hàng ngày, đã thân thiết với nhau thì các con hãy quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau nhé. Trong từ thân thiết này, tiếng thân gồm có âm thờ đứng trước, vần ân đứng sau. Tiếng thiết gồm có âm thờ đứng trước và vần yết đứng sau. Các em chú ý cho cô vần ân của tiếng thân và vần yết của tiếng thiết nhé. Bây giờ các con hãy lấy vở ra và luyện viết các tiếng và từ này nào. À, ở đây thì cô hướng dẫn cho các bạn luyện viết tiếng trường, tiếng hiền và từ thân thiết. Ngoài ra thì các em còn có thể luyện viết các tiếng hoặc từ khó khác, ví dụ như từ ngôi nhà, từ cô giáo, hoặc là tiếng nhiều, tiếng bạn, và các em luyện viết nhiều lần để viết chính xác. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một bài viết hoàn chỉnh. À, đây chính là một bài viết chính tả hoàn chỉnh. Trước khi viết thì cô cũng nhắc các bạn ngồi đúng tư thế, phải ngồi thẳng, tránh cong vẹo cuộc sống, cầm bút và đặt vở đúng cách nha. Ngoài ra thì các bạn cũng phải ngồi viết ở nơi có đầy đủ ánh sáng, tránh bị cận thị và bảo vệ đôi mắt của mình nhé. Bắt đầu từ tuần này thì chúng ta sẽ viết chữ cỡ nhỏ. Vì vậy, các em hãy chú ý trình bày cẩn thận, viết chữ đúng độ cao và độ rộng của các con chữ. Đầu tiên,
cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trình bày một bài viết chính tả. Đầu tiên, các bạn lùi vào một ô, viết thứ, ngày, tháng, năm hôm nay chúng ta học. Sau đó, các bạn lùi vào 6 ô, viết chính tả. Tiếp theo, các bạn lùi vào 3 ô. Dùng thước và bút chì gạch một đường thẳng xuống như thế này. Bên đây các bạn viết lỗi. Từ đường kẻ lỗi, các bạn đếm vào 3 ô viết tựa bài. Hôm nay chúng ta sẽ tập chép bài trường em, cho nên chúng ta sẽ viết tên bài là trường em. Bài tập chép hôm nay chúng ta sẽ viết 2 câu. Sau khi các em viết tựa bài xong, thì các em hãy quan sát vào câu thứ nhất. Các em lưu ý, khi nhìn viết chúng ta sẽ viết từng từ hoặc cụm từ để tránh bị nhầm lẫn và bỏ sót các từ nhé. Cô ví dụ ở câu thứ nhất, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Các em thấy ở đầu câu thì chúng ta sẽ viết hoa. Cô khuyến khích bạn nào viết hoa được thì bạn đó viết. Còn nếu như bạn nào không viết được thì chúng ta vẫn sẽ viết chữ thường nhé. Đầu dòng thì các em sẽ lùi vào một ô. Chúng ta viết trường học. Tiếp theo là ngôi nhà. Các em quan sát cho thật kỹ để mình viết cho chính xác. Sau khi viết xong, chúng ta sẽ viết câu tiếp theo. Thứ hai của em. Cuối câu chúng ta có dấu chấm. Xuống dòng, các em viết lùi vào một ô. Ở trường. Tiếp tục. Có cô giáo hiền như mẹ. Phải. Các em viết tiếp. Có nhiều bè bạn. Các em hãy quan sát cho thật kỹ để mình viết cho thật chính xác nhé. Các em lưu ý, khi chúng ta viết hết hàng như thế này thì chúng ta sẽ xuống hàng, viết sát vào đường kẻ lỗi. Chúng ta không viết leo sang trang bên kia vì như vậy sẽ không có đẹp. Các em viết tiếp. Thân thiết như anh em. Cuối câu chúng ta có dấu chấm. À, vậy là các em đã viết xong 2 câu của bài tập chép chính tả trường em rồi đó. Sau khi các em viết xong thì các em hãy dùng thước và bút chì gạch ngang qua như thế này nhé. Và sau khi viết xong thì các em hãy đọc lại bài, soát lại xem mình đã viết đúng chưa, có bị bỏ sót chữ nào không. Nếu như mình viết sai thì mình hãy viết lại qua ở ô lỗi bên đây và cuối bài mình sẽ rèn viết lại cho đúng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại để xem có lỗi nào hay không. Các em cùng đọc với cô. Trường em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ. Có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. À, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập chép rồi. Cô hy vọng các em sẽ nhìn viết thật là chính xác và cẩn thận nhé. À, các em có nhận ra đây là đâu không nào? À, đúng rồi, đây chính là trường tiểu học Lê Văn Tám, ngôi trường thân yêu của chúng ta đó. Trường học cũng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Ở đó mình có thầy cô, bè bạn thân thiết, thì chúng ta phải biết yêu quý ngôi trường của mình. Vậy yêu quý ngôi trường của mình thì chúng ta sẽ thể hiện bằng cách nào nào? À, chính xác rồi, đó là chúng ta không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định, không bẻ hoa, bẻ các cành cây ở các bồn cây, và để trường mình lúc nào cũng sạch đẹp thì mình cũng sẽ không vẽ lên tường, lên bàn học của mình. Các em có thực hiện được không nào?
À, cô hy vọng các em sẽ thực hiện tốt các điều đó nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang phần thứ hai, đó là phần luyện tập. Bài 2, điền vần ai hoặc ai. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt lại vần ai và vần ai. À, con hãy phân tích vần ai giúp cô nào. Vần ai gồm có âm A đứng trước và âm Y ngắn đứng sau. Vậy còn vần ai? À, chính xác rồi. Vần ai gồm có âm A đứng trước và âm Y dài đứng sau. Các em phân biệt cho cô vần ai và vần ai. À, vần ai có âm Y ngắn đứng sau và vần ai là có âm Y dài đứng sau. Các em đã phân biệt được chưa nào? À, để xem các em đã phân biệt được vần ai và vần ai chưa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập. À, cô có hình gì đây nào? À, đây là gà mái. Vậy để có tiếng mái thì cô phải thêm vần gì? Cô có âm m và dấu sắc rồi, cô thêm vần gì nào? À, đúng rồi, đó là vần ai. Các em quan sát tiếp. Đây cô có bức tranh về gì đây? Đúng rồi, đây là máy ảnh. Vậy để có tiếng máy thì cô phải thêm vần gì? Cô đã có âm m và dấu sắc rồi. À, đúng rồi, cô sẽ thêm vần ai vào đứng sau. Vậy các em đã phân biệt được vần ai và vần ai chưa? Vần ai thì có y ngắn đứng sau và vần ai thì có y dài đứng sau ha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục qua bài số 3. Điền chữ cờ hoặc ca. Các em quan sát các bức tranh. Đây là bức tranh vẽ con cá vàng. Vậy để có tiếng cá thì cô phải điền thêm âm gì? Đúng rồi, đó là âm cờ. Đây là bức tranh về thước kẻ. Vậy để có tiếng kẻ cô phải thêm âm gì đứng trước? Cô đã có âm e và dấu hỏi rồi. À, rất là chính xác, cô thêm âm ca đứng trước. Bức tranh cuối cùng, đây là lá cọ. Vậy để có tiếng cọ cô phải thêm âm gì đứng trước âm o và dấu nặng nào? Chính xác, cô thêm âm cờ. Vậy qua bài tập này thì chúng ta hãy nhắc lại quy tắc điền âm ca. À, âm ca chỉ đứng trước các âm y, âm e và âm ê thôi nha các con. À, để giúp các em khắc sâu hơn thì chúng ta sẽ qua phần luyện tập. Ở phần luyện tập này cô có 3 bài. Bài thứ nhất nhìn viết, các em hãy nhìn viết bài chính tả trường em viết vào dưới đây. Các em hãy nhìn viết cho thật chính xác nhé. Bài số 2, điền vần ai hoặc ai. Bài số 3, điền chữ cờ hoặc ca. Cô vừa mới hướng dẫn lại cho các em. Bây giờ các em hãy vận dụng và làm bài thật là chính xác. Sau đó các em hãy chuẩn bị bài tập đọc tặng cháu sách tiếng Việt 1 tập 2 trang 49. Và các em hãy luyện viết chữ cỡ nhỏ của các nhóm chữ sau nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một buổi học thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở tiết học lần sau. Cô chào tất cả các em.